Vâng, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của Hồng Kiên Hạc. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đến mọi người các bước để hoàn thiện một bức tranh tường 3D tương tác rất là hot trong thời gian qua cho các quán cà phê, trà chanh, trà sữa. Mọi người xem nếu thấy hay thì nhớ like và subscribe, còn nếu không hay thì cũng like và subscribe ủng hộ mình nha. Đừng quên comment đóng góp ý kiến để giúp kênh hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn mọi người và mọi người cùng xem ạ.